Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2020, phần đầu của bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức chương trình khảo sát đánh giá ngoài nhằm phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học của 3 ngành là ngôn ngữ Anh, kế toán, quản trị khách sạn. Chương trình do đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam thực hiện từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 9. Đoàn chuyên gia sẽ thực hiện các hoạt động nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, hồ sơ minh chứng của các ngành ngôn ngữ Anh, kế toán, quản trị khách sạn, phỏng vấn hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, trưởng bộ môn các ngành, phỏng vấn cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc các ngành, phỏng vấn học sinh, sinh viên các ngành học, tham quan, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo bậc đại học. Cái ngành mà nói chung là có quy mô lớn thì nhà trường sẽ cố gắng kiểm định trước để xã hội yên tâm. Với một cái số lượng đông đảo sinh viên đang học, những cái ngành này nó cũng là đặc trưng cho các cái khối ngành khác nhau ở trong trường, ví dụ khối ngành kinh tế là một cái khối ngành lớn của trường Văn Lang. Để mà đón được đoàn đánh giá ngoài vào thì phải có sự chuẩn bị, tức là bản thân mình phải tự đánh giá trước. Kết quả đánh giá ngoài của đoàn chuyên gia sẽ là cơ sở để các ngành đào tạo ngôn ngữ Anh, kế toán, quản trị khách sạn của nhà trường thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời hội đồng sẽ thẩm định, đề nghị xem xét công nhận chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với 3 ngành đào tạo này.